Huấn luyện viên Lành FC phát biểu điều mất mặt về Huỳnh Như, thêm hai cầu thủ Việt Nam chuẩn bị xuất ngoại. Huỳnh Như là cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, đầu quân cho câu lạc bộ nữ Lành FC từ cuối tháng 8. Huỳnh Như đã phải chờ tới 11 tháng để có thể tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn, 1 kiến tạo ở hai đấu trường giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và cúp quốc gia nữ. Đó là minh chứng cho việc Huỳnh Như đang hòa nhập rất tốt và khẳng định được năng lực với ban huấn luyện viên câu lạc bộ Lành FC. Vị huấn luyện viên trưởng và chỉ huy mới đây đã có những chia sẻ về tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, cũng như bày tỏ mong muốn có thêm tài năng từ đất nước hình chữ S. Khi được phóng viên hỏi Huỳnh Như thể hiện như thế nào trong các buổi tập, cô ấy đã cố gắng thích nghi như thế nào. Tại sao ông lại chọn Huỳnh Như? Vị huấn luyện viên trưởng đã rõ ràng khẳng định Huỳnh Như là một cầu thủ rất thú vị dựa trên một tố chất kỹ thuật của cô ấy. Tuy nhiên, Như cần phải hiểu về cách chơi của chúng tôi, hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình trên sân cũng như là việc thể hiện kỹ thuật và chiến thuật mà chúng tôi muốn cô ấy thực hiện trong hệ thống chiến thuật. Huỳnh Như tới với câu lạc bộ Lành vào giai đoạn cuối của đợt tập trung và đợt tập huấn tiền mùa giải. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy cần nhiều thời gian hòa nhập với đồng đội hơn. Đó là chuyện bình thường và tôi quyết định chiêu mộ Huỳnh Như vì yếu tố chuyên môn. Đó là năng lực và những con số thống kê. Ban đầu Huỳnh Như chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và dấy lên nghi ngờ về việc tiền đạo của Việt Nam chưa thể cạnh tranh vị trí. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên của Lành FC phủ nhận điều này. Hoàn toàn không phải, Huỳnh Như cần một khoảng thời gian nhất định để thích nghi với đồng đội, với các giải đấu và với các đối thủ. Mọi tình huống và mọi việc muốn thành công thì đều cần một quá trình, điều mà Như cũng như là bất kỳ cầu thủ nào khác cần phải trải qua. Chúng tôi đòi hỏi rất khắt khe về yếu tố, kỹ thuật, chiến thuật. Các cầu thủ cần biết họ nên làm gì trong từng thời điểm của trận đấu. Một đội bóng với có một lối chơi nhuần nhuyễn và cần có thời gian để hoàn thiện nó. Điều đó cũng đúng với bất kỳ cầu thủ nào, đó là một quá trình, dần dần và liên tục. Để có sẵn trong đội hình xuất phát, Huỳnh Như cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chúng tôi với tư cách là thành viên ban huấn luyện và tin chắc rằng Huỳnh Như sẽ thành công nên là chúng tôi sẽ phải giúp đỡ cầu thủ này. Chúng tôi sẽ không được đạt kết quả gì nếu như mà cô ấy đá chính ngay từ khi mới đến. Nếu không chuẩn bị trước, tỷ lệ thất bại là rất cao. Nhưng thật sự thời gian vừa qua, chúng tôi đã bảo vệ được Huỳnh Như. Huấn luyện viên của Lành FC tiếp tục. Như đã rất giỏi trong việc là quyết định liên quan tới kỹ thuật. Cô ấy có khả năng dứt điểm tuyệt vời nhưng vẫn cần cải thiện thêm yếu tố thể chất, cũng như khả năng đọc trận đấu và tương tác với chiến thuật. Như là một cầu thủ rất thú vị dù ở tuổi 30, chúng tôi tin cô ấy đã tiến bộ rất nhiều và vẫn còn cơ hội. Nhiều đất diễn và để phát triển. Mối quan hệ của cô ấy với đồng đội rất tốt. Chúng tôi coi trọng môi trường cạnh tranh lành mạnh, sẽ không cho phép bất kỳ đồng đội hay mâu thuẫn nào dù nhỏ nhất xảy ra trong phòng thay đồ. Chúng tôi luôn giải thích chi tiết và cụ thể những gì mà Huỳnh Như phải làm, tại sao chúng tôi muốn cô ấy cần phải làm như vậy và chỉ cho cô ấy phương pháp tốt nhất để thực hiện. Chúng tôi tin mình đã truyền tải thông điệp rõ ràng trong giao tiếp với các cầu thủ và họ cảm thấy rằng chúng tôi luôn muốn điều tốt nhất cho đội. Như là một phần của tập thể này và thật may là cô ấy đã thích nghi và tập trung vào các mục tiêu chung của toàn đội. Khi được hỏi liệu toàn đội Lành FC có ngạc nhiên khi mà Huỳnh Như tỏa sáng, vị huấn luyện viên đáp: "Chúng tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi mà chứng kiến điều đó. Kết quả này là một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng mà chúng tôi đã làm cho Huỳnh Như. Cô ấy ra sân đá chính và chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ thành công và quả thật mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Huỳnh Như đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha, chơi bóng ở châu Âu rồi đấy thôi. Tôi tin là cô ấy sẽ có khả năng tiếp tục và thậm chí sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Vì vậy, tôi chắc chắn cô ấy sẽ tỏa sáng ở World Cup nữ 2023 trong màu áo của đội tuyển Việt Nam." Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng E cùng với đội tuyển Mỹ và đội tuyển Hà Lan. Đội còn lại giành chiến thắng trong vòng playoff vào bảng A. Cuối cùng, vị huấn luyện viên của Lành FC mong muốn có thêm Huỳnh Như nữa để tiếp tục Lành FC phát triển mạnh mẽ. "Tôi không nghi ngờ gì về phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ đến từ Việt Nam và tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều cầu thủ tiềm năng sẽ thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải cải thiện thể lực và tương tác chiến thuật, bởi các trận đấu ở châu Âu thì đòi hỏi nhiều về thể lực và tốc độ hơn. Khi phân tích một số cầu thủ ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có một số yếu điểm về góc độ chiến thuật." Về câu hỏi thứ hai thì tôi không nghi ngờ gì về việc các vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ thúc đẩy và phát triển bóng đá nữ ở Việt Nam. Các trường đào tạo huấn luyện viên bóng đá Bồ Đào Nha thì được công nhận là một trong những nơi tốt nhất thế giới. Các vị huấn luyện viên trải qua quá trình đào tạo ở đây có khả năng thích ứng với các nền bóng đá khác nhau, có trình độ đào tạo tốt, chiến thuật tốt. Vì vậy, chúng tôi tin là nó sẽ có ích cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Mới đây, Lành FC đã gửi lời chúc mừng tới tiền đạo Huỳnh Như nhân ngày sinh nhật 31 tuổi. Bài viết mới nhất trên trang fanpage chính thức Huỳnh Như, Lành FC đã gửi tới lời chúc mừng tới Huỳnh Như. Bài viết đăng tải hình ảnh Huỳnh Như kèm dòng trạng thái: "Hôm nay là sinh nhật Huỳnh Như của chúng ta, chúc mừng sinh nhật của Huỳnh Như."
Ở tuổi 31, nữ tiền đạo quê Trà Vinh đang trở thành nữ cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với 4 quả bóng vàng, 7 lần lên ngôi vô địch cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và sự thành công trong màu áo của Lành FC. Đặc biệt trong trận đấu đầu tiên đá chính, Huỳnh Như đã gây ấn tượng cực mạnh với cú đúp bàn thắng và đường kiến tạo cho Lành FC. Ở trận đấu ngay sau đó tại Cúp Quốc gia Tây Ban Nha, Huỳnh Như tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Cũng trong ngày 27 tháng 11, Huỳnh Như đã đăng tải một đoạn video về cuộc sống tại Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào tối cùng ngày. Trong video, nữ tiền đạo mong muốn người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Lành FC cũng như là cá nhân cô. Đêm ngày 27 tháng 11 trong cuộc đối đầu với Đài Mèn Si, Huỳnh Như được điền tên vào đội hình xuất phát. Trước một đối thủ mạnh, tiền đạo nữ của đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều cơ hội để thể hiện. Huỳnh Như có một số tình huống hỗ trợ phòng ngự. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi câu lạc bộ Lành FC ở phút thứ 38. Sau khi phản ứng thái quá với trọng tài, Balia đã nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Trong thế thiếu người thì vị huấn viên trưởng buộc phải rút Huỳnh Như. Ở khoảng thời gian còn lại, câu lạc bộ Lành FC đã nỗ lực phòng ngự và cố gắng giữ lại một điểm. Tuy nhiên, trước sức ép lớn của đối thủ, các đồng đội của Huỳnh Như đã không thể đứng vững. Phút 81, họ để cho đối phương ghi bàn duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, Lành FC vẫn đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ có 8 điểm sau 6 trận đấu. Vòng tiếp theo, Huỳnh Như cùng với câu lạc bộ Lành FC sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Maritimo, đội bóng đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 12 theo giờ Hà Nội. Huỳnh Như có thể tiếp tục được ra sân kể từ đầu khi mà phong độ cực kỳ ấn tượng. Trước trận gặp với Đài Mèn Si, cô đã đá chính và lập một cú đúp khi mà đối đầu với Famalicão và Ovadensi. Trong một bài phỏng vấn với Report, tiền đạo quê Trà Vinh khẳng định: "Tôi đã bắt đầu thích nghi từng chút một và bây giờ đã hoàn toàn tận hưởng cuộc sống bóng đá ở Bồ Đào Nha."